Đấy, chuẩn bị xuất phát. Tôi sẽ quay lại cái cuộc hành trình này cho mọi người cùng xem để cùng khám phá với tôi. Cảnh cực kỳ đẹp không? Phía sau tôi nhìn núi gần đây, từ trên cao nhìn xuống mà. Chào các bạn, hôm nay mời các bạn cùng đi tham quan cái khu cáp treo với tôi nhé. Bây giờ tôi đang chuẩn bị đi vô khu đấy. Giờ tôi đang trên tàu điện chuẩn bị vô. Tàu nó chạy nó giờ khoảng 10 phút rồi mình chưa tới nữa. Đường cũng hơi xa. Này các bạn thấy tàu đang chạy này, tôi đang trên chiếc tàu này. Cảnh rất đẹp. Tàu này tàu nó chạy trên đường ghe, đường ghe trên không mọi người, nhưng mà đường chạy đường cái đường hầm ở dưới. Nó hơi ồn, tại tàu này nó chạy hơi ồn. Giờ tôi cũng chuẩn bị gần tới cái chỗ cái cáp treo mọi người, tới ga cuối, ga này chậm cuối rồi, tới ga này mà tôi xuống xong rồi đi một đoạn nữa rồi mua vé đi cáp treo. Cảnh ngoài rất là đẹp nha mọi người. Xuống rồi bây giờ đi ra ngoài chuẩn bị mua vé đi lên trên cáp treo bên kia. Hôm đi chắc cũng cuộc hành trình hơi dài đó mọi người cùng đồng hành tôi nhé. Đây, hello Thái Bình. Đây nó có cái gương đổi hình. Quay cho mọi người xem cho vui. Tôi xuống đây là đây, các bạn nhìn thấy không, cái biển đấy. Hồi tôi đi hướng này thì qua bên đó đi cáp treo này, đi hướng này. Đi cũng hơi sớm này, người cũng chưa đông lắm. Đây là mọi người nhìn thấy này, đây có hai hướng nha, một hướng là đi về cáp treo bên đây, còn hướng này đi về vườn sa thú. Đấy, sa thú nằm bên đây.
Nó quay gọi cho mọi người thấy luôn. Này tôi đi bộ đoạn dài tới đằng kia nữa. Rồi, mà mọi người cùng đồng hành với tôi nhé. Cảnh ở đây rất đẹp mọi người. Nhưng cả thành phố cũng khác ha. Chụp dành tấm ảnh làm kỷ niệm. Nhưng hôm nay trời cũng nắng đẹp lắm. Thấy cũng khá lý tưởng. Quay cái cảnh phía bên ngoài cho mọi người xem trước nha. Đó, các bạn nhìn thấy cáp treo bên đó không? Đó, nó đang đi lên xuống cáp treo hướng đó, tí nữa tôi là nó mua vé đi lên lên trên này luôn, dài dài lên. Ngày tới chỗ mua vé này tôi vô mua chuẩn bị đợi. Đấy, các bạn nhìn thấy này, đây cấp cấp treo ha. Cũng đông người nè mọi người, giờ chuẩn bị lên xe. Đây mọi người đang xếp hàng đây. một mình tôi một to luôn. Thế hôm nay đi quay cho mọi người xem cảm giác mà đi cáp treo ở bên bên đài này này, nó cáp này đi lên đi xuống là khoảng 1 tiếng đồng hồ đó mọi người. Đấy, chuẩn bị xuất phát. Tôi sẽ quay lại cái cuộc hành trình này cho mọi người cùng xem để cùng khám phá với tôi.
Đây, nãy cái trạm trạm đầu tiên xuất phát của tôi nằm dưới đó, đúng không? Giờ tôi chuẩn bị đi dạo lên trên. Các bạn nhìn cái khung cảnh ở bên dưới à, tuyệt đẹp. Bên kia có tòa tháp mà nhìn thấy mà. Đấy, nhìn ngang tay tôi chỉ này. Hay đấy. Cái tòa tháp đó là cao nhất ở Đài Loan đấy. Gọi là tòa tháp 101 tầng đó mọi người. Đây mấy cái khung cảnh này ở bên dưới này. Đây là núi gừng giống như trên núi mà cây xanh nó nhiều vô kể luôn. Bạn nghe gió nó hú không? Tôi quay ra hơi bị ngược sáng. Gió nó hú quá, trời hôm nay gió cũng mạnh lắm không. Mà nhìn cảnh núi trùng trùng điệp điệp ở bên Đài Loan này á, thì phần lớn là núi núi nhiều lắm. Mình sang đây thì thấy núi, chứ ở Việt Nam mình thì chiếu âm tôi miền Tây thì đâu có núi đâu, hoặc là đồng bằng thôi. Hai cảnh phía sau nè mọi người. Chịu, tôi không chụp nhận tấm ảnh làm kỷ niệm nè. Bạn thấy sao? Cảnh cực kỳ đẹp không? Phía sau tôi nhìn núi gừng đây, từ trên cao nhìn xuống mà cực kỳ đẹp mọi người. Hôm nay cũng may là tôi đi đi sớm, không đi sớm đâu, về lên tới đây thì chỉ ít người thôi, không được không nhiều người như mọi khi, tại đi sớm quá. Cái gì một mình ngồi được cả một cái to này luôn, một cái ghe to tàu này. Cũng hấp dẫn, cũng hơi hấp dẫn. Thoải mái quay cho mọi người xem. Đây, các bạn nhìn cảnh như sau này. Đây nó gùng quá, gùng.